Dạng một chúng ta đó là biểu diễn dãy số, tìm công thức tổng quát của dãy số. Thì cái biểu diễn này thì là biểu diễn dãy số thì học trên trục biểu diễn trên trục số đấy các em nhé. Cái phần này thầy sẽ không đi kỹ đâu. Biểu diễn dãy số thì biểu diễn trên cái trục số là được các em nha. Đấy, một trục kẻ một trục bên dưới thì ghi giá trị, còn bên trên thì ghi giá trị của U1, U2, U3, UN vân vân đấy. Trong cái dạng này thì quan trọng nhất là cái tìm công thức tổng quát này này. Tìm công thức tổng quát của dãy số đó. Đấy. Thì phương pháp giải cái dạng này như sau. Thì để tìm số hạng tổng quát của dãy số ấy, là một trong các bài toán nó tương đối khó đấy các em nhá. Đấy, tương đối khó. Thì đòi hỏi chúng ta phải linh hoạt lựa chọn phương pháp. Tức nó sẽ có rất nhiều phương pháp ấy. Đấy, quan trọng đến cái phương pháp này. Thông thường ta hay sử dụng các phương pháp sau. Đấy, thông thường hay sử dụng các phương pháp. Đó là tức là số hạng tổng quát đấy, các em chú ý nhá. Các em tính một vài số hạng đầu. Để tính một vài số hạng đầu. Đấy, khi mà tính được một vài số hạng rồi ấy, thì các em sẽ từ đó các em dự đoán. Đấy, tính một vài số hạng đầu sau đó là dự đoán công thức của số hạng tổng quát. Dự đoán được rồi thì chúng ta sẽ chứng minh công thức đó. Thì các em thấy là chứng minh bằng cái phương pháp quy nạp ấy nhá. Đấy, dãy số là thường là dùng cái phương pháp quy nạp. Bởi vì là chúng ta không thể chỉ ra, không thể tính tất cả các giá trị nó ra được, thì chúng ta phải chứng minh bằng phương pháp quy nạp ấy. Quy nạp ở lớp 10 học phải không các em? Đấy, phương pháp quy nạp. Đấy là cái phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai. Nếu UN có dạng nó là tổng của nhiều số hạng đây, nó là tổng của A1, A2, vân vân đến AN, thì biến đổi AK, tức là UN nhá, nó bằng tổng các số hạng như này. Thì ta biến đổi AK này, là biến đổi AK thành hiệu của hai số hạng. Đấy, hiệu của hai số hạng. Dựa vào đó thu gọn UN. Đấy, tức là tổng của nhiều số hạng này các em này. Thường là các em nhé, đưa về để triệt tiêu được cái này này. Khi mà tổng cái này, các em sẽ đưa về thành hiệu của hai số hạng ấy, để từ đây là triệt tiêu đi nhá. Triệt tiêu được các cái số hạng này đi. Đấy, triệt tiêu thì dẫn đến là thu gọn được nó nhá. Đây là phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ ba là nếu biết các số hạng cụ thể của dãy số thì ta thường tìm các tính chất đặc trưng. Đấy, tìm cái tính chất đặc trưng này của các số hạng, rồi từ đó khái quát hóa cái số hạng tổng quát. Đấy, biết các số hạng cụ thể của dãy số thì các em phải tìm tính chất đặc trưng ấy, tức là các số hạng nó có tính chất đặc trưng nào. Thế từ đó khái quát hóa lên là từ đó sẽ tìm được công thức tổng quát. Cái phương pháp tiếp theo đó là nếu dãy số được cho bởi dạng mô hình, tức là dãy số được cho dưới dạng mô tả hình học. Đấy, mô tả hình học nhá, thì sử dụng các kiến thức hình học để xác định số hạng. Từ đó sẽ tìm được công thức tổng quát. Đấy, mô tả hình học là lát sẽ có bài toán đấy ạ, tức là người ta cho hình vuông nội tiếp hình vuông ấy. Phần này là cái bài toán thực tế đấy các em nhá. Cái phần này nó cũng có một số số sở nó thi vào cái phần này, nhưng mà ít thôi. Đấy, sau đó là cái phương pháp cuối cùng. Đó là nếu dãy số cho bởi hệ thức truy hồi thì có thể chọn phương pháp cộng liên tiếp. Truy hồi là cộng liên tiếp này. Chuyển về các dãy số quen thuộc. Đấy, để chuyển về các dãy số quen thuộc như là cấp số cộng hoặc cấp số nhân. Thì đấy là một số cái phương pháp mà để tìm số hạng tổng quát của dãy số đấy. Thì sau đây chúng ta sẽ sang các ví dụ cụ thể các em nhé. Những ví dụ. Câu 1 là cho dãy số UN xác định bởi
Đấy, tức là người ta cho UN xác định như sau. Tức là UN sẽ bằng 1 trên 1 nhân 3 này, cộng 1 trên 3 nhân 5, cộng 1 trên 5 nhân 7, cộng vân vân vân, cộng đến 1 trên 2N trừ 1, nhân với lại 2N cộng 1. Tức là dưới mẫu nó là tích của hai số lẻ liên tiếp, đúng không em nhỉ? Đây, cái này là hai số lẻ liên tiếp các nhá. Đấy, hai số lẻ liên tiếp. Thì các em thấy là để tìm soát tổng quát của dãy số này ấy, người ta yêu cầu là tìm cái công thức tổng quát nha. Công thức tổng quát. Công thức của soát tổng quát. Có nghĩa là như sau đây. Soát tổng quát thì là UN rồi. Đấy, thì tìm công thức tổng quát của số hạng ấy. Thì các em thấy là có nghĩa là khi thay một n một giá trị cụ thể của n, chúng ta sẽ biết ngay. Đây, tức là tính là tìm UN này và như này. Muốn tìm U mấy này? Tìm U10 chẳng hạn. Thì các em chỉ việc thay n bằng 10 là xong. Là tính được ngay nhá. Đấy, nhưng mà thay n bằng 10 tức là không phải là thay vào đây đâu các bạn. Thay vào đây chắc chắn tính nó rất dài. Tức là UN được xác định như thế này, chúng ta phải thu gọn nó vào. Thì các em nhớ cái tính chất gì nhỉ? Đây các em chú ý chỗ này nhá. Đây chú ý cho thầy này. Ở đây là hai số này là hai số lẻ liên tiếp, đúng không em nhỉ? Nó cách nhau mấy đơn vị nhỉ? Các em phân tích về thành hiệu của hai số hạng ấy. Đây thầy ví dụ nhá. 1 trên bao nhiêu này? Một trên 3 nhân 5. À, 1 trên 1 nhân 3. Thì các em thấy là bao nhiêu nhỉ? Các em cứ phân tích thành hiệu hiệu của hai số nhá. Các em chú ý này. Tức là 1 trên 1 trừ 1 trên 3 sẽ bằng bao nhiêu các em? Tại sao phân tích được cái này? Bởi vì khi quy đồng các em nhá thì mẫu nó nhân lại với nhau chưa? Thì các em thấy là 1 trên 1 trừ đi 1 trên 3 thì bằng bao nhiêu các em nhỉ? 3 trừ 1 là còn 2 không? 2 trên 1 nhân mấy? 1 nhân 3 đúng không? Thì các em thấy là cái biểu thức của mình là trên tử là 1. Đấy, nhưng đây là số mấy nhỉ? Số 2. Thì để được về số 1 ấy thì các em phải chia 2 không? Đấy, thì có nghĩa là chúng ta sẽ như sau này, các em nhân 1 phần 2 ngoài này. Đúng không? Thì khi đó cái này cũng là nhân 1 phần mấy đây? Nguồn 2 là rút gọn số 2 chưa? Thì sẽ bằng bao nhiêu các em? 1 phần 2. Đấy, tức là nhân 1 trên 1 trừ đi 1 trên 3 đấy. Thế em, thế vậy cái như này này các em thấy là riêng số hạng này bằng đây rồi. Các em kiểm tra cái số hạng là 1 trên 3 nhân 5 có đúng như thế không? Thế nha, thế em thấy là 1 trên 3 nhân 5 bằng bao nhiêu? Đây cũng viết là 1 phần 2 luôn chưa? 1 trên 3 trừ 1 trên mấy các em nhỉ? 1 trên 5. À đúng nhỉ, phân tích bước này rõ cho các em. Bước này rõ ngay chưa? Các em bình luận giúp thầy nào. Như này là các em thấy là khi mà cộng vào là nó triệt tiêu được đấy. Nào bình luận giúp thầy nào. Thầy phân tích cái bước này rõ chưa? Đấy, thế bây các em thấy này. Tiếp nha, cứ thế là cứ có 1 phần 2 thôi. Đây 1 phần 1 trên 3 nhân 1 phần 5 là 1 phần 2. Của 1 phần 3 trừ 1 5 đấy vân vân. Thế lại phải 1 trên gì? 2N trừ 1. Nhân với 1 trên gì nhỉ? À, nhân với lại là 2N cộng 1. Thế bằng 1 phần 2 đúng không em? Của 1 trên gì nhỉ? 2N trừ 1 trừ đi 1 trên gì? 2N cộng 1. Đấy, chúng ta viết được này ra. Đúng nhờ, thế về các em tổng thôi. Thì UN nó bằng tổng với vế trái này. Tổng vế trái bằng tổng vế phải. Đấy, thế vậy là gì? Ta có gì nhỉ? UN. Thế bằng gì các em? Tất cả cái này đều có 1 phần 2 chung cho các em. Bên trong sẽ là gì? 1 trên 1 chưa? Trừ 1 trên mấy các em nhỉ? 1 trên 3. Đấy, cộng liên tiếp vào. Tiếp theo là cộng gì? 1 trên 3 trừ 1 trên 5. Đấy là cộng vân vân chưa? Cộng trước cái này các em nhá. Trước số này nó sẽ là gì nhỉ? 1 trên 2N trừ 1. À, 1 trên 2N trừ 3 này. Trừ 1 trên gì? 2N trừ 1. Đấy, và tiếp theo đến số
Cuối cùng đây là 1 trên gì nhỉ? 2n trừ 1 cộng gì các em? À trừ đi gì? 1 trên gì? 2n cộng 1. Đấy là tổng tất cả các số hạng nó bằng này nhá. Thì các em thấy là có phải là cái này triệt tiêu không? Hai số này hết chưa? Đấy, những số ở giữa là hết các em nhá. Trừ 1/5, chỗ này lại có 1/5 hết này, đến đây cái này hết này. Cái này cũng hết nhá. Tất cả những số này hết. Cả số cuối này cũng hết. Đấy, nó triệt tiêu hết đấy, đúng không em? Ở giữa này triệt tiêu hết. Vậy chỉ còn số đầu và số cuối thôi đúng không? Còn mỗi số gì nhỉ? 1 trên 1 trừ đi 1 trên gì nhỉ? 2 là cộng 1. Đấy, vậy chính bằng bao nhiêu các em nhỉ? 1 phần 2 của 1 trên 1 là 1 chưa? Trừ gì đây? 1 trên gì nhỉ? 2 là cộng 1. Đấy, thì các em quy đồng bước là xong nhá. Bằng 1 phần 2. Quy đồng lên là 1 nhân 2 tức là 2n cộng 1 trừ 1 tức là 2n chia gì các em? 2n cộng 1. 22 rút gọn nhá, tức là bằng n trên gì nhỉ? Trên n cộng 1. Đấy. À n trên 2n cộng 1. Đấy xong nhá. Đấy tức là ở đây này các em thấy un là rút gọn được bằng cái này. Cái việc này rất quan trọng nhé các em. Dãy số thì đa số nó sẽ đưa về cái dạng này khá nhiều đấy các em nhé. Thế từ đây các em có thể tính được ngay này. U1 xem. U1 đấy các em nhé. Đây U1 này. U1 tức là các em thay n bằng 1 vào đây. Là 2 x 1 cộng 1 là 3 ấy. Tức là U1 bằng 1 trên gì nhỉ? 1 x mấy này? Nhân 3 các em xem đúng bằng 1 phần 6 không nhé. Bằng 3. 1 x 3 là 3 các em nhé. 1 phần 3 này. Các em thử thay 1 vào đây không đúng không? 1 trên 2 x 1 cộng 1 đúng bằng 1 phần 3 chưa? Đấy, U2, U3, U4 các em tính được ngay. Tức là ở đây này, công thức này thì các em thay n bao nhiêu là tính được ngay. U10, U100 là tính được ngay. Nhưng nếu mà tính U10 ở công thức trên này chắc chắn là nó phức tạp đúng không? Đấy, vậy đấy là câu 1 các em nhá. Các em rõ chỗ này chưa? Một ví dụ rất là đặc trưng các em nhá. Thế như những ý này này thì tất cả những cái dãy tổng dạng sau các em sẽ tính được này, ví dụ như là UN này bằng 1 trên 1 nhân 4 chẳng hạn cộng gì 1 trên 4 nhân 7 chẳng hạn rồi cộng gì 1 trên 7 nhân gì nhỉ nhân 10 cộng vân vân cộng 1 trên gì cách nhau 3 đơn vị nhá, nó sẽ là 3N trừ 4 à 3N trừ 2 đấy nhân với gì? 3n cộng 1. Đấy các em nhá. Thì cái dãy này cũng tính tương tự như bên trên các em nhá. Dãy này cũng tính tương tự như trên, chẳng qua là cái cách nhau mấy đơn vị nhỉ? Cách nhau 3 đơn vị thì nó có số 1 phần 3 ấy nhá. Thì cái này về sau nó cũng có 1 phần 3 này các em này. Đấy nhân tổng ra. Đấy những ý như này nhá. Hoặc 1 trên 1 nhân 5. 1 trên 5 nhân 9, 1 trên 9 nhân 13 thì đều có dạng như này hết. Đấy là cách nhau 3 đơn vị thì các em là lấy 1 trên 1 trừ đi 1 trên 4 thì nó sẽ là 1 phần 3 của 1 trên 1 trừ 1 trên 4 là cũng triệt tiêu như này hết. Ok chứ các em, câu 1 này ok chưa? Thế nhá, tức là xác định công thức tổng quát của dãy số. Tiếp câu 2 các em nhá. Cái nào câu 1 được chưa các em ơi? Bình luận giúp thầy nào. Ok nhá. Đua sang câu 2 các em nhá. Câu 2 này thì nó đơn giản thôi. Nào câu 2 nào. Cho dãy số này. Ừ câu này thì cũng nhẹ thôi. Tức là từ từ lên. Nào câu này thì thấy nghe được chưa các em? Dãy số này tìm số hạng tổng quát của dãy số.
không này, ba này, tư duy thì đối với cái trường hợp như này thì các em chú ý là đưa về hiệu của hai số thôi, mà cái đấy thì suy luận ra ngay thôi. Làm các ví dụ sau nữa thì sẽ có các phương pháp tiếp theo nhé Quang Huy nhá. À đây thì tiếp nào, câu 2 đơn giản thôi, 9 này, à 8 này, các em xem số hạng tổng quát là bao nhiêu, 15 24 35 48 63. Thì công thức tổng quát là gì các em nhỉ? UN bằng bao nhiêu? Tức là U1 bằng gì nhỉ? U1 bằng 0. U2 bằng mấy? Bằng 3. U3 bằng 9, à, bằng 8. Thì dãy số hạng tổng quát của cái này là gì các em? Các em tìm vào ngay đúng không? Các em thấy là số 0 này thêm 1 nó được số 1 chưa? Nếu mà thêm 1 vào có phải là 1 không các em? 4 chưa? 9 chưa? 16 chưa? Đúng không? 25 chưa? 36 chưa? Đấy thì vậy tính số UN bao nhiêu? Bằng là N bình trừ mấy các em nhỉ? Trừ 1. Đấy cái này thì thấy ngay thôi. Nhưng 48 là 36 này, 48 cộng 1 là 49 ý. Đấy, tức là từ dãy này cộng thêm 1 là được đấy. Thì nó chính là n bình trừ 1 thôi. Bây giờ cái này thì thấy ngay các em nhá. Đấy câu 2. Sang câu 3 các em nhá. Đây, câu 3 này thì nó tương đối hay này. Câu 3 là cho dãy số UN xác định như sau. U1 bằng 1, UN bằng UN trừ 1 cộng 2. Xác định công thức tính UN theo N. Đấy nó dần dần lên đi các em nhé. Thì đây các em thấy nhìn đây đúng là cấp số cộng chưa? Số hạng đứng sau bằng số hạng đứng ngay trước nó đúng chưa? Cộng với số không đổi chính là số mấy? Số 2. Đúng không? Thì đây nó chính là một cấp số cộng này. Đúng không? Có gì? U1 bằng gì? Bằng 1 và D bằng 2 đấy. Đấy. Thì nếu mà chỉ ra thì các em thấy ngay thôi. Xét hiệu của hai số ấy. Đúng không? Các em thấy là UN trừ đi UN trừ 1 bằng 2 với mọi N chưa? Thì dẫn đến là gì nhỉ? Các số hạng của nó thỏa mãn tính chất của cấp số cộng chưa? Đây cách 1 đấy các em nhá. Cách 1 này. Ta có gì đây? Là UN trừ đi UN trừ 1 ấy. Thì bằng 2 chưa? Với mọi N chưa? Đúng em? Thì cái này thì các em suy ra ngay làm gì? Vậy là hiệu hai số hạng liên tiếp luôn bằng một số không đổi. Hay là số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước ấy. Cộng số không đổi thì đây đây chính là cấp số cộng đó. Đây số UN là một cấp số cộng. Đấy nha, đấy là cấp số cộng đã xong. Cấp số cộng có U1 là bằng 1 và D bằng 2. Đấy các em nhá, cấp số cộng đây rồi. Thì các em phải tìm ngay được UN không? Có nhà các em thấy UN bằng gì? UN dãy số cộng với UN bằng U1 chưa? Cộng với gì các em nhỉ? N trừ 1 nhân D. Đấy, số hạng tổng quát cấp số cộng là như này. Thì chính bằng bao nhiêu các em nhỉ? U1 là 1 chứ à? Cộng với N trừ 1 nhân với 2. Đấy, hay tương đương là gì? UN bằng 2N trừ 1 chứ à? Đấy, thì số hạng tổng quát ở đây. Đó là biểu diễn của N ấy nhá. Nào rõ chưa em? Đấy là cách 1 đấy được chưa? Đúng nhỉ? Cách 1 đấy nhá. Các em cách 2 này. Cách 2 này nó sẽ áp dụng làm cho khá nhiều bài này. Đây cách 2 các em nhá. Thì em cứ tính mấy số hạng ra. Các em viết viết một loạt số hạng ra các em nhá. Các em viết ra. Là ta có gì nhỉ? U1 thì bằng 1 chứ à?
Em biết U2 đúng không? Bằng gì nhỉ? Theo đúng công thức này thôi. U2 thì thay này bằng 2 vào đây. Thì 2 trừ 1 còn 1 chưa? U2 bằng U mấy nhỉ? U1 cộng 2. Đấy, U3 thì bằng gì nhỉ? Chào Hà Ly nhá. U3 thì bằng U2 cộng 2 chưa? U4 thì bằng gì nhỉ? Đấy, vân vân. Đấy, U4 thì bằng gì đây? U3 cộng 2. Vân vân đến UN. Thì bằng gì các em nhỉ? UN trừ 1. Rồi, ok Hà Ly nhá. Văn nghệ thì xem video sau cũng được nhá. UN sẽ bằng UN trừ 1 cộng 2 chưa? Nào rõ cho các em. Đấy, tức là các em viết này thôi. Thì các em thấy như sau này. Đây bên này U1, bên em có U1 chưa? Cái này có U2. Thì bên em có U2 không? Cái này có U3, thì cái này có U mấy? Có U3. Là chuẩn cho các em. Thì các em cộng 2 vế vào. Cộng 2 vế vào nó sẽ triệt tiêu đấy. Hết từ đây. Có phải cộng 2 vế cho các em. Cộng 2 vế nha. Cộng theo vế. Ta được. Nào, thế bên vế trái là tổng từ U1 đến UN cho các em. Nha, U1 cộng U2 cộng vân 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 cộng đến UN. Vế trái cộng lại thì cũng bằng vế phải cộng lại cho các em đúng không? Bằng 1 này. Các em thấy là bao nhiêu số 2 nhỉ? Ở đây. Từ 1 đến N trừ 1 là có N trừ 1 số chưa? Nhưng mà nó lại số 2 xuất hiện từ đây. Tức là từ U1 đến UN trừ 1 ấy thì sẽ có là N trừ 1 số 2 đúng không các em? Đây này các em chú ý này. Đầu tiên là từ số 1 nhá đến N trừ 1. Đúng chưa? Không phải N số đâu nhá. Đây từ U1 đến UN trừ 1 thôi. Thì có N trừ 1 số 2 chưa? N trừ 1 số 2 đúng không? Đúng nhỉ? Và cộng từ U1 đến UN trừ 1 chưa? Đấy, chuẩn cho các em. Cộng vào đúng này chưa? Thì các em thấy là gì nhỉ? Hai vế đấy bằng nhau đúng không? Thì các em phải triệt tiêu cái này đi không? Cho cái này triệt tiêu đi chưa? Đây, đến chỗ này là có UN trừ 1 đây này. Đúng không? Nó triệt tiêu cái này chưa? Cũng triệt tiêu cho các em. Hai cái này giống nhau mà. Thì rút gọn đi. Thế thế suy ra ngay điều gì? UN bao nhiêu? Đấy, bên này còn UN chưa? Bên này thì hết sạch nhá. Thì UN bằng gì nhỉ? 1 cộng gì? N trừ 1 nhân 2. Tức là 1 cộng với 2N. Trừ 1 chưa? À, 2N trừ 2 chưa? Bằng bao nhiêu? 2N trừ 1 thôi. Đấy. Thấy chưa? Các em thấy cách này cũng rất hay các em nhá. Cách này rất hay đấy. Tức là truy hồi thì các em thấy là khi mà cộng hai vế vào ấy thì những số hạng giống nhau chúng ta rút gọn đi là xong. Chỉ còn UN. Đấy nhá. Là được chưa? Câu này được chưa các em? Câu 3 chưa? Bình luận giúp thầy nào. Đấy, những cái này làm từ cơ bản lên thì các em thấy cái này sẽ rõ đấy nhá. Nào, tiếp câu 4 các em nhá. Nào, một số bạn khác bình luận giúp thầy nào, xem rõ chưa? Ok nhá. Sang câu 4 nào. Thì câu 4 này cũng thế các em nhá. Các em xem câu 4 nào.
Câu 4 có phải cũng thế không các em? Thì đây cũng là cấp số cộng đúng không? Đây này. Số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước cộng với một số không đổi, chính là cái số âm 2 này. Cái này cũng là một gì đây các em? Cấp số cộng các em nhá. Có gì? U1 bằng 1/2 và D bằng bao nhiêu các em? Âm 2. Tương tự đấy nhá. Chuẩn chưa? Câu 4 đúng thế phải không? Nó giống câu 3 thôi. Đấy nhá. Thầy thì hướng dẫn này thì được rồi, các em tự làm lại nhá. Đấy, câu 4 sang câu 5. Nào câu 4 tương tự các em nhá, từ câu 3 rồi. Đây câu 5 cũng thế nhá. À câu 5 thì không phải là câu 5 thì không phải cấp số cộng đâu nhá. Đây, chúng ta sẽ giải câu 5 này tiếp. Đây này các em chú ý này, câu 5 này này. Nó là số mấy đây các em? 2 UN cộng 3. Nào, câu 5 là 2 UN cộng 3 nhá. Thì những cái này, những em nào lớp 10 ấy, thì là vẫn học cái này bình thường được, bởi vì cái dãy số này thì là nó thầy dãy này là nó từ cơ bản trở lên, cho nên là chắc chắn vẫn xem được nhá. Nào, câu 5. Em làm cách nào? Đầu tiên các em thử tính một vài số hạng cho thầy xem nào. Đấy nhá. Thì đối với như thế này này, chưa biết như thế nào, các em chưa biết phương pháp gì đúng không? Thì việc đầu tiên là các em tính một vài giá trị ra. Đấy nhá. Việc đầu tiên là các em tính một vài số hạng cho thầy xem nào. Tìm công thức của số hạng tổng quát, đầu tiên các em tính một vài giá trị. Đấy. Các em xem U1 bằng bao nhiêu? U1 đương nhiên bằng 1 chứ à? Đấy. U2 nào các em ơi, các em tính U2 xem nào. Các em thay vào. U2 là 2U1 chứ à? Cộng 3 bằng 5 không các em? Đây, 2 nhân 1 cộng 3 là bằng 5 nhá. Mình tính một vài giá trị ra xem nó quy luật như thế nào. U3 nào? 2U2 tức là 10 chứ à? 10 cộng 3 là 13 không? Đấy, U4. Đấy, Quang Huy thì cái này có mấy phương pháp mà. Cộng 3 thì là đưa về cái dạng mà cấp số cộng với cấp số nhân đi nhá. Đấy, cộng làm quen nhiều thế đấy. U4 là các em. Em tính cái U4 là bao nhiêu? 2U3 cộng 3 bằng bao nhiêu đây các em? Phải 29 không? Đấy, thế từ đây các em xem nào. Các số này nó thỏa mãn tính chất như nào? Đấy, các em xem là các số này nó thỏa mãn tính chất gì? Đấy, các em xem là các số này này, nó thỏa mãn tính chất gì? 1 này, 5 này. 1 với 5 các em nhá. Là cách 4 đơn vị chứ. Nhưng 5 đến 13 là cách 8. Đúng không các em? Đây này. Đơn giản các em thử xem hiệu nó như nào nhá. Hai số này cách nhau mấy đơn vị nhỉ? 5 trừ 4, 5 trừ 1 còn mấy các em? 4 không? Hai số này cách nhau mấy đơn vị đây? Nào 13 trừ 5 là 8 chứ. 29 trừ 13 là bao nhiêu? 16 chưa? Đấy, đúng chưa? Đúng chưa các em? Thế các em thử tính U5 lên xem thế nào. Đấy, U5 bằng bao nhiêu? 2U4 chưa? Cộng 3. 2 x 29 là 58, 58 cộng 3 là 61 chưa? Thế 29 với 61 là 32 không? Đấy. Chuẩn 32 chưa? Thế từ đây các em dự đoán được ngay chưa? UN sẽ bằng bao nhiêu?
1 cộng 4 là chuẩn năm quốc chính. 8 lên 16. 8 lên 16 là sao phải 4n? Không phải 4n nhá. Đấy, em thấy quy luật chưa? Thì 4 này có phải là 2 mũ 2 không? 8 là bao nhiêu? 2 mũ 3 chưa? 16 là bao nhiêu? Phải 2 mũ 4 không? 32 chính là bao nhiêu? 2 mũ 5 đấy. Đấy, đúng không các em? Mỗi lần nó nâng lên mũ, nó nâng lên một lần cái gì? Thế từ đây em dự đoán ngay là UN bao nhiêu? Làm nào để số 1 này? Tức là tất cả đây này, đúng không? Tức là đây là nhân thêm là 2, tức là đều 2 mũ 2, 2 mũ 3, 2 mũ 4, 2 mũ 5. Thì các em sẽ dự đoán ra được là gì? UN ấy phải là 2 mũ N nhá. 2 mũ N cộng 1 lên 2 mũ N. 2 mũ 3 là 8 cho các em. 8 trừ 3 còn 5 không? Thấy chưa? 2 mũ 2 bằng 4 không? 4 trừ 3 bằng 1 chưa? Thế dự em dự đoán này. UN sẽ bằng bao nhiêu? 2 mũ N cộng 1 trừ 3 đấy các em ạ. Để xem đúng không nhá. Đây em thử xem phải không? 2 mũ N cộng 1 trừ 3. Tính xem chuẩn cho các em. Bởi vì các cái số này cách nhau là mỗi lần là gấp đôi lên mà. Tức là đây các em thấy các em cộng 3 vào đây này là xong ngay này. Cộng 3 vào thì nó đưa về thành 2 mũ 3 chưa? Tức là U1 cộng 3 thì bằng 2 bình chưa? U2 cộng 3 thì bao nhiêu? Là 3, 2 mũ 3 chưa? U3 cộng 3 thì bằng là 2 mũ 4 không? Đấy thì có nghĩa là U1 thì đây là 2 bình trừ 3. Thế vậy để biểu diễn số 2 qua số 1 ấy thì có vẻ mũ N cộng 1 không? Nào chuẩn chưa các em? Nào ok chỗ này chưa? Phân tích cái này rõ chưa? Thế dự đoán được chưa? Nào đến bước này ok chưa các em? Nào bình luận giúp thầy nào. Đến bước này ok chưa nào? Đấy, từ đây chúng ta sẽ có rất nhiều cái phương pháp để mà làm ra. Cái phương pháp mà tính một vài giá trị ý, thì là nó rất là dễ, bởi vì là khi mà cho công thức ra ấy, thì các em bao giờ cũng tính được giá trị ra. Nào bình luận cho thầy chữ này được chưa nào? Sau đó là phải chứng minh bằng quy nạp đấy nhá. Thầy sẽ chứng minh cái này bằng quy nạp để các em nhớ phương pháp chứng minh bằng quy nạp là xong. Nào ok chưa? Thế này ok chưa nào? Chuẩn chưa? Đấy, tức là các em dự đoán cái này ra. Đấy. Bình luận giúp thầy nào, ok chưa? Thế về vấn đề còn chỗ này là các em chỉ cần thầy chỉ hướng dẫn các em cách chứng minh bằng quy nạp nhé, có thể lâu nó quên. Hãy dự đoán, hãy cho tính mấy cái ra, xong dự đoán. Đấy, cái phương pháp đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ chứng minh bằng quy nạp nhé. Ta chứng minh bằng quy nạp. Khi mà đi thi các em phải chứng minh nhá, không chứng minh là sẽ mất điểm đấy nhá. Bởi vì mình không thể tính được hết mà. Đấy, chứng minh bằng gì? Phương pháp quy nạp. Đây, cụ thể cụ chú ý nha. Tức là gì nhỉ? Để chứng minh phương pháp quy nạp ấy thì các em thấy phải gồm mà hai bước không? Ba bước ấy nha. Ba bước này, bước 1 này là tính một vài giá trị ban đầu. Đây cái n lớn bằng 1 nhá. Thì ta có là gì đây? U1 bằng gì? Hay là n bằng 1 ấy. Tức là ba bước bước đầu tiên là gì? Kiểm tra mệnh đề đúng với n bằng 1. Ta có này, với n bằng 1 thì các em thấy là U1 có nhiều. Đây các em thay vào đây. 2 mũ 1 cộng 1 chưa? Trừ 3 đúng bằng 1 cho các em.
Đúng bằng công thức U1 người ta cho ban đầu chưa? Đấy, xong bước 1 nha. Chỉ cần kiểm tra một giá trị đầu tiên thế này thôi. Em tính U2 cũng được nhưng chỉ cần tính một đấy nha. Bước 2 là phải giả thiết quy nạp không? Bước 2 là giả thiết. UK ấy. Tức là giả thiết mệnh đề đúng với N bằng K. Đây tức là giả thiết này. Mệnh đề đúng với gì? N bằng K. Tức là gì nhỉ? Tức là ta có cái điều này các em nhá. UK sẽ bằng gì? 2 mũ K cộng 1 chưa? Trừ 3. Đấy, thì chắc chắn là sẽ phải các em phải dùng cái này này. Chính là dùng cái giả thiết quy nạp đây này. Ta có điều này. Nha, đây là giả thiết quy nạp đấy nhá. Tức là có cái này. Ta có cái này các em chú ý này. Nha, ta có cái điều này nhá. Thì ta phải chứng minh, giả thiết rằng ta phải chứng minh là gì nhỉ? UK cộng 1. Thế ta phải chứng minh mệnh đề đúng với N bằng K cộng 1. Đấy, tức là chứng minh. Tức là chứng minh cái điều sau nhá. Là UK cộng 1 thì nó phải bằng gì? Giả thiết như này thì phải bằng 2 mũ gì nhỉ? Đây là thay N bằng K cộng 1 rồi, cái này sẽ là 2 mũ K cộng 1 cộng 1 trừ 3. Tức là bằng gì? 2 mũ K cộng 2 trừ 3. Đấy, tức là phải chứng minh cái điều này. Tức là chứng minh cái này này. Đấy, vấn đề là từ cái giả thiết này chứ không phải chứng minh điều này nhá. Thế vậy tiếp theo đây là tôi chứng minh nhá. Đấy, ta chứng minh này, đây là chứng minh em nhá. Thì đây em này, giả thiết như này thì em phải thay vào cái giả thiết của bài toán này này em nhá. Phải thay vào bên trên này cơ, chứ không phải thay dưới nhá. Chứng minh thì ta có gì đây? UK cộng 1 tức là theo cái giả thiết bên trên này nhá. UK cộng 1 bằng gì? Hai lần gì? UK cộng gì? Cộng 3, đúng không? Đúng theo giả thiết người ta cho chưa? Thì các em sẽ thay UK này bằng cái này xuống dưới đây. Đấy, dựa vào cái giả thiết này này. Tức là UK nó bằng cái này. Đúng không? Các em thay UK xuống dưới này nhá. Thế vậy các em chính bằng bao nhiêu các em? Hai lần 2 mũ K cộng 1 trừ 3 chưa? Đấy nhá. Rồi lại cộng 3 đúng không? Đấy em nhân vào thôi. Bằng gì? 2 nhân 2 mũ K cộng 1 có phải là 2 mũ gì? K cộng 2 không? Bây giờ 2 nhân 3 là cái bao là trừ 6 cộng 3 chính bằng gì nhỉ? 2 mũ K cộng 2 trừ 3. Đấy. Thế vậy là xong đó. Đúng chưa các em? Ta chứng minh được cái điều này chưa? Thế này. Thì mình qua cộng 1 đúng bằng này chưa? 2 mũ K trừ 2 trừ 3 chưa? Đấy. Vậy là chứng minh xong rồi. Bằng cách sử dụng cái giả thiết này này. Đúng nhỉ? Thế vậy đến đây là gì? Vậy theo giả thiết quy nạp đây trên bước 3 ấy. Ta có UN thế bằng gì nhỉ? 2 mũ n cộng 1 trừ 3. Đấy. Thế là xong. Đấy nhá. Nào ok chưa các em ơi? Rõ cái bước 3 bước chứng minh nhầm quy nạp chưa? Quan trọng nhất là bước 2 ấy thôi. Đấy thì các em chú ý là dự đoán được rồi thì chứng minh bằng quy nạp thì các em phải làm cái bước này nhé. Còn một cách nữa. Còn cách nữa thì là tức là đưa về qua cái cấp số nhân ấy. Thì sẽ có cái bài này sẽ hình như là thầy cũng mấy phần sau cũng có ý này. Nên cái phương pháp đấy thầy để sau nhé. Còn một cách chứng minh nữa. Cách cũng hay nữa.
Nào các em xem câu 5 này ok chưa? Nào câu 5 được chưa các em? Nào bình luận cho thầy nào, câu 5 được chưa nào? Đấy, sau đó là chúng ta sang cái câu 6 đó nha. Đấy, chú ý ở chỗ này nó liên quan tới cái quy nạp ấy thôi. Đấy, cái chỗ này thì chúng ta phải trình bày ra, nếu ra làm dạng tự luận và trình bày ra. Sang câu 6 các em nhá. Câu 6. Cái này là cũng có nhiều sở nó cho thi luôn cái dạng này luôn anh em này. Đấy, câu 6. Là cho dãy số UN với U1 bằng 2. U1 bằng 2 này. UN cộng 1 trừ UN. Tức là dưới dạng truy hồi các em nhá. Truy hồi mà có cả N cơ. Bằng gì nhỉ? 2N trừ 1. Đấy nhá. Em thấy đây không phải là cấp số cộng đâu nhá. Đây nó không phải cấp số cộng các em nhá. Bởi vì trong này có N này. Đấy. Cho dãy số UN xác định như thế này. Đấy, cái này chính là dùng cộng vế đấy. UN cộng 1 trừ UN sẽ bằng 2N trừ 1. Ok chưa? Thì tìm số hạng tổng quát của dãy số. Tìm số hạng tổng quát của dãy số. Nhìn thấy tương đối phức tạp như cái này. Cộng vế cái là xong ngay. Em hiểu thế là cộng vế chưa? Tính một vài giá trị đầu giá. Nhìn nó phức tạp nhưng mà thực ra nó không khó đâu. Là các em thấy nhá. Em tính một vài giá trị nào. Ta có là gì nhỉ? Cái việc đầu tiên em khi mà mình làm dãy số này là mình tính một vài giá trị đầu đã. Thì sau đó là xem nó có quy luật gì. Đấy đúng không? Thế đầu tiên là các em thấy là U1 bằng mấy nhỉ? Ta có. U1 bằng mấy? Bằng 2 đúng giả thiết chưa? Tiếp theo các em thay N bằng 1 vào đây. Thì được U2 chưa? U2 chứ U1 bằng mấy? Bằng mấy nhỉ các em nhỉ? Đây, thay n bằng 1 đấy. Thay n bằng 1 đúng không? Tức là ở đây là n bằng 1 này. Chú ý nhé, n bằng 1 nhá. Đấy, thì các em thấy là gì? 2 x 1 trừ 1 chưa? Là bằng 1 chưa? Ok chưa? Tiếp theo, U3 trừ U2. Tức là n bằng 2 đấy các em nhá. U3 trừ U2 thì bằng gì? Hay n bằng 2 vào có phải 2 nhân 2 là 4, 4 trừ 1 bằng 3 không? Đấy. U4 trừ gì? U3. Thế n bằng 3 ấy, là bằng 5 chưa? Thế bằng 5 nhá. Đúng không? Thế vân vân. Đến UN cộng 1 trừ UN. Tức là N. Khi mà giá trị N ấy thì là UN cộng 1 trừ UN. Các em tính đến UN thôi. Cũng như các em tính đến UN nhá, số hạng tổng quát thì tính UN thôi. UN trừ đi UN trừ 1. Tức là chỗ này N nó là N trừ 1 nhá. Giá trị này là N trừ 1 này. Đấy, tức là cái chỉ số này nó chạy sau cái này một đơn vị. Chính là trùng với cái này này các em nhá. Trùng với bên này đây. Đằng 1 thì U1 đây. Đấy, bằng bao nhiêu các em? Tức là chỗ nào có n các em thay bằng n trừ 1 chưa? Tức bằng 2 lần gì nhỉ? N trừ 1 trừ 1. Phải chưa? Đấy, bằng 2 lần n trừ 1 trừ 1. Tức là bằng bao nhiêu các em? Để bằng 2n trừ 3 không? Đấy. Thế vậy các em thấy ngay điều gì? Em nhìn cái này này. 1, 3, 5. Cái này các em nhìn chỗ này nhá. 1, 3, 5 này. Có phải tiếp đến số 7 không? Rồi số gì? 9 không? 11 chưa? Vân vân chưa? Em dãy số này quen thuộc chưa? 2N trừ 3 cũng là số lẻ nhá. Nào. Bước này ok chưa? Bình luận giúp thầy nào. Đến bước này ok chưa nào?
Này, bước này ok chưa? Đây các em. Thế này các em thấy là gì nhỉ? Đây có phải tổng các số hạng lẻ không? Tổng các số tự nhiên lẻ chưa? Đấy, 1, 3, 5, 7, 9, 11 này. Thì đến đây các em thấy là số hạng bao nhiêu? Đây thì các em thấy là các em cộng hai vế vào nhá. Đây, cộng hai vế vào ta được. Nào, cộng hai vế nhá. Cộng theo vế. Ta được. Nào các em nhìn thế này. Đây là cái này ấy, từ U1 đến UN chưa? Thế còn này từ U1 đến UN chỉ một là dấu trừ không các em? Cộng theo vế là mất sạch chưa? Mất sạch những cái này không? U2 oai hết. Đấy, cộng theo vế ta được là gì? Cái vế trái ấy, là UN chưa? Đúng không em? Vế trái phải UN không? Nghe, U1 hết, U2 hết, U3 hết, vân vân đến đây cũng hết. Chỉ còn mỗi UN chưa? Thế là bao nhiêu? Đầu tiên là có sẵn số mấy rồi? 2 cộng này, 1 cộng 3 chưa? Cộng 5 cộng vân vân cộng đến gì? 2N trừ 3. Đấy. Nào chuẩn chưa? Thế này các em phải chú ý này. Cái số này là số bao nhiêu? Số 2 cứ để ngoài nhá. Đây là tổng N, không phải N số tự nhiên lẻ đầu tiên đâu mà N trừ 1 nhá. Thì các em cần phải nhớ này. Đây các em phải cần phải ghi nhớ cái điều này này. Tức là có ví dụ nhá, trong sách có ghi nhớ. 1 cộng 3 cộng 5 cộng vân vân cộng đến 2N trừ 1 ấy là tổng N số tự nhiên lẻ đầu tiên chưa? Bằng gì? N nhân với gì thì các em nhỉ? N cộng 1 trên 2. Tổng à, từ từ xem nhá. 1 cộng 3 cộng 5. Rồi nên bằng n nhân n trừ 1 trên 2 các em nhé. Để xem chính xác không? Đấy, các em nhớ cái này này. Ở lớp 10 biết rồi, quy nạp ấy đây. Tổng n số tự nhiên đầu tiên là bằng đây. Thì quy nạp ấy bằng n nhân n cộng 1 trên 2. Hay à, n bình chứ nhỉ? Quên quên đúng rồi, thầy nhầm cái này, n bình n bình. N bình n bình, 1 cộng 3 là 4 chưa? 4 cộng 5 là 9 ấy. 9 cộng 7 16, cái này n bình nhá. N bình phương thôi. Đấy, tổng là bằng n bình đúng không? Tức là n số đầu tiên là tổng n số tự nhiên lẻ đầu tiên thì bằng n bình. Tức là các em thay n bằng 1 thì được 1 bình chưa? Thay n bằng 2 thì là 1 cộng 3 là 4 là 2 bình không? Đấy, cái này bằng 2 bình. Thế nhưng đây em thấy là ở đây phải n trừ 1 số không? Cái này này. Cái này là có gì nhỉ? N trừ 1 số lẻ đầu tiên chưa? Đấy nhá, n số 1 n trừ 1 số lẻ đầu tiên. Thế ở đây là n số các em nhá. Thế vậy cái này bằng bao nhiêu? Là vậy thế gì nhỉ? Suy ra UN tính bằng gì? 2. Đây, n trừ 1 n số thì n bình, n trừ 1 số thì phải là n trừ 1 bình không? Đấy, n trừ 1 bình nhá. Nào chuẩn chưa? N số thì là n bình. N trừ 1 số thì sẽ là n trừ 1 bình thôi. Đấy cái này này, cái dãy bên này này. Chuẩn chưa các em? Đấy vậy đến đây là kết thúc thôi. UN bằng cái này. Đấy, UN xuống tổng quát là UN bằng đây. Đấy là cái câu 8. À câu câu 6. Nào ok chưa các em? Bình luận giúp thầy nào, xem câu câu 6 này được chưa? Bình luận giúp thầy là xem câu 6 ok chưa nào?
Nào, câu 6 được chưa? Nào các bạn bình luận cho thầy nào, xem chưa rõ bước nào không? Đây nhớ cái này này, nhớ cái đẳng thức này. Nha. Một tổng n số tự nhiên lẻ đầu tiên sẽ bằng n bình. Các em bình luận giúp thầy nào câu 6 được chưa? Đấy nhé, câu 6 nhá. Nào các bạn bình luận giúp thầy nào. Được chưa nào? Thầy chuyển tiếp câu câu sau nào. Đấy mấy cái này thì là nhớ là 1 cộng 3 cộng 5 vân vân là nó sẽ bằng là n bình. Nào ok chưa các em ơi? Bình luận giúp thầy nào. Đây viết này ra thôi. Tổng vế trái triệt tiêu hết chỉ còn mỗi un thôi. Thế còn vế phải là đây. Tổng từ 1, 3, 5, 7, 9, 11 đến 2n-3. Thì đây này, n số nó sẽ là 2n-1 này. Thì 2n-3 nó chính là n-1 số nha. Nào, thầy chuyển dạng sau các em nhá. Được chưa nào? Còn thắc mắc gì không các em ơi? Đua sang cái dạng 2 các em nhá. Đấy còn một số bài nữa thì là các em về làm nhá. Nó tương tự thôi. Làm trước sau đó thầy sẽ chuyển cái file lời giải chi tiết cụ thể cho. Em rèn luyện thêm. Có sang dạng 2. Đó là tìm số hạng trong dãy số hoặc là cái số hạng thỏa mãn điều kiện. Tìm một cái số hạng trong dãy số hoặc là số hạng thỏa mãn điều kiện. Thế là tìm một số hạng thì nó không khó khăn lắm đâu các em nhé. Tìm ở đây yêu cầu là tìm một số hạng cụ thể hoặc là một số hạng thỏa mãn điều kiện nào đấy. Thì về để làm cái dạng này thì đầu tiên là cái phương pháp các em nhé, phương pháp làm. Các em chú ý nào, dãy số thì các em nhớ dãy số ấy, định nghĩa ấy. Thì đương nhiên nó là một hàm số xác định trên tập n sao rồi. Đấy thì ký hiệu là UN là công thức tổng quát đấy nha. U1 là số hạng đầu, vân vân, UN là số hạng thứ N, được gọi là số hạng tổng quát. Thì một dãy số ấy, người ta có thể xác định như sau đây. Cách thứ nhất là liệt kê này. Cách thứ hai là công thức cho công thức của số hạng tổng quát. Cách thứ ba là mô tả này. Cách thứ tư là truy hồi. Đấy, tìm số hạng trong dãy số tức là tìm một số hạng bất kỳ ấy nha. Có thể là U3, U4 hoặc vân vân, một số hạng bất kỳ nào đấy. Hoặc là tìm số hạng nó thỏa mãn điều kiện, ví dụ như là U100 bằng 500 chẳng hạn. Đấy, tức là một số cái câu hỏi người ta sẽ đặt ra như thế. Sau đây chúng ta sẽ làm cụ thể các em nhé. Đang cụ thể đây. Câu 1 nào. Ở đây này. Cho dãy số UN xác định bởi cái biểu thức truy hồi như thế này. Đấy nhá. Cho dãy số UN xác định bởi U1 bằng 2, UN cộng 1 bằng 1 phần 3, UN cộng 1 này. Tìm số hạng thứ tư của dãy số. Đây thì các em thấy đây, cái dạng này cho dạng truy hồi các em nhá. Nào, đây tìm số hạng thứ tư thì dễ luôn này, các em tính cho thầy nhanh nào. Để tìm số hạng thứ tư là U4 đấy nhá.
Biết U1 rồi. Em tính xem U4 là bao nhiêu nào. Nào các bạn xem U4 là bao nhiêu. Nào các em cầm bút tính này xem U4 bao nhiêu. Tức là dãy số cho 7 thức truy hồi ấy, thì các em phải tính lần lượt nhé. Tính U2, U3 xong rồi tính U4 ra. Em xem U4 bao nhiêu nào. Đấy nha, các em tính U2 bao nhiêu? Đây cái này là câu một câu dễ đây mà. U2 thay này bằng 1 vãi, tức là 1 phần 3 gì đây? U1 cộng 1 đúng không? Tức là 1 phần mấy đây? 1 phần 3. U1 là bằng 2 rồi. Đấy là bằng 1 nhá. U3 sẽ là 1 phần 3 của U2 cộng 1. Đấy tức là bằng 1 cộng 1 là 2, tức là 2 phần 3 các em nhá. Đấy, U4 thôi. Là 1 phần 3 của U3 cộng 1. Đấy, tức là bằng 1 phần 3 này. Nhân với lại U3 là 2 phần 3 này các em nhá. Cộng 1 thôi. Đấy, tính này là được nhá. Đấy, chứ bằng bao nhiêu các em nhỉ? Là bằng 3 cộng 2 là 5, bằng 5 phần 9. Đấy, cái này thì tính ngay thôi nhá. Đấy là đơn giản cái này, xác định U4 đấy. Đây cho rằng truy hồi các em tính luôn nhá. Đấy là câu 1. Câu 2 các em nhá, sang câu 2. Đấy câu 2 là cho dãy số UN xác định bởi biểu thức này. Tìm U5. Nào cái này cũng cho rằng truy hồi các em nhá. UN cộng 1 này thì bằng UN liên quan đến hai số hạng này nhá. UN cộng với lại là 2 UN trừ 1. Đấy các em tìm 5 số hạng đầu của dãy. Thì các em thấy là U1 U2 có chưa? U1 U2 có rồi. Các em chỉ tìm là U3 U4 U5 là xong thôi. Đây U3 này ta có này. U1 thì bằng âm âm 1 rồi. U2 thì bằng mấy nhỉ? Bằng 3 nhá. U3. Đây, U3 phải là U2 không? U3 tức là các em thay N bằng 2 vào nhá. Đấy, N bằng 2 được U3. Thì thế là U3 sẽ bằng thay N bằng 2 tức là bằng U2. Cộng với là gì? 2 U1 chứ à? N bằng 2 tức là N trừ 1 sẽ còn 1 nhá. Anh em thay số vào thôi. U2 là bằng 3 chứ. Cộng với 2 U1. Cộng với 2 nhân với âm 1. Là vậy là bằng 1 các em nhá. Đấy U4 sẽ bằng là U3 này. Cộng với lại là 2 U2. Thay số vào là xong. U3 là 1 chứ. Cộng với 2 U2 tức là 2 nhân 3 là bằng 7. Đấy. Sau đó là các em tìm được U mấy? U5 nữa thôi. Bằng U4 cộng với lại là 2 U3 đúng không? Đấy là câu 2 các em nhá. Vậy là tính là xong nhá. Nào các em bình luận cho thầy nào cái này tính như này đơn giản thì phải không? Chắc là không thắc mắc gì rồi nhỉ. Đúng không? Chuyển câu tiếp theo các em nhé. Đây những cái này là truy hồi các em, đây là những câu rất cơ bản thôi. Đây, câu 3 nào. Nào, các em làm câu 3 xem nhá.
Nào, cầm bút xem thầy xem câu 3 nào. Tính câu 3 như thế nào? À, xem phương pháp làm câu 3 như thế nào nhỉ? Nào bạn nào cho biết xem câu 3 sẽ làm như thế nào các em ơi? Nào xem phương pháp làm câu 3 như thế nào các em ơi. Em nhìn quan sát này này. Hai vế này các em thấy UN cộng 1 với UN chưa? Thì chắc chắn là gì các em? Em sẽ là viết các số hạng ra ấy. U1, U2, U3, U4 ra. Rồi cộng hai vế các em. Cộng hai vế là được nhá. Nên các em thấy là ở đây thì các em cần cần phải nhớ là tổng lập phương của N số đầu tiên là bao nhiêu ấy. Đấy, nó sẽ liên quan tới đấy, cái biểu thức đấy đấy. Đấy nha, các em viết ra nha. Ta có là gì nhỉ? Đấy nha. U1 bằng 1 rồi. Đấy, các em viết U2 ra nhá. Thay N1 được U2 này. Bằng U1 cộng với lại 1 mũ 3 đúng không? N bằng 1 mà. U3 bằng bao nhiêu? U2 chưa? Cộng có lẽ là 2 mũ 3 vân 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 đến u gì nhỉ? UN sẽ bằng gì các em? UN trừ 1 cộng với gì nhỉ? N trừ 1 tất cả mũ 3. Nào, bước này chắc là rõ ngay đúng không? Thế vậy các em phải cộng hai vế thôi. Cộng hai vế và là xong, nó triệt tiêu đi. Đấy. Thế này, cộng theo vế ta được này. Nha, bên vế trái thì là tổng từ U1 đến UN đúng không em? Đấy và cộng UN nhá. Vế phải nào các em? Vế phải là đầu tiên là có số 1 không? Đây thầy cộng cái này trước, tức là tổng từ U1 đến UN trừ 1. Đấy, đầu tiên là có số 1 nhá. Cộng 1 này. Đấy còn những này là tổng lập phương của n trừ 1 số đầu tiên. 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng vân vân. Cộng đấy là n trừ 1 tất cả mũ 3. N trừ 1 mũ 3 nhá. Nào cái này được chưa các em? Cái này rõ 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 bước này chưa? Nào các bạn bình luận giúp thầy nào, đến bước này rõ chưa? Quang Huy rõ bước này chưa?
Alo, các em bình luận xem bước này được chưa các em ơi? Đấy thì các em ở đây các em chú ý này. Nào các bạn bình luận cho thầy nào, bước này được chưa? Đến đây ý, thì các em chỉ cần chú ý như sau. Đây các em cần ghi nhớ cái này này. Tức là tổng lập phương của n số tự nhiên đầu tiên. Tức là 1 mũ 3 này cộng 2 mũ 3 cộng vân vân cộng với n mũ 3 ấy, nó sẽ bằng n nhân với n cộng 1 trên 2 tất cả bình nhá. Đấy, nó sẽ bằng cái này nhá. Thế vậy các em thấy là ở đây là n trừ một số này. Ghi nhớ tức là tổng n số tự nhiên đầu tiên lập phương ấy sẽ bằng cái này. Thế vậy cái này cộng với n trừ 1 ấy thì các em xét nó bằng gì đây? Cái này thay lên sẽ bằng bao nhiêu này? Là n trừ 1 nhân với lại n trên 2 tất cả bình thôi. Đấy. Thì các em rút ra UN được là xong. Quan sát này nha. U1 cộng U2 cộng đến UN trừ 1 là hết nha. Đấy thế vậy thì các em suy ra ngay UN. Nó sẽ bằng 1 này. Đây có số 1 đây cộng cái gì? N trừ 1 nhân N trên 2 tất cả bình. Đấy nhá. Đấy là cái số hạng tổng quát nó sẽ bằng như này. Đây thì cái công thức tổng quát của các tổng này thì làm nó chỉ có mấy công thức đấy các em nhé. Đấy ghi nhớ này rồi. Đấy là tổng N số tự nhiên đầu tiên lập phương của nó là bằng như này. Được. Đấy là câu 3 các em nhé. Đấy, tức là quan trọng đây là cái phương pháp các em nhớ này. Phương pháp làm ấy rõ chưa nào? Phương pháp làm câu 3 này rõ chưa? Cái bước đầu tiên này này. Các bạn bình luận giúp thầy xem nào các em ơi. Nghe vừa nãy nó bị ấy sao thầy không thấy bình luận, tưởng các em không bình luận. Ok chưa? Vừa nó bị lag hay sao ấy? Các bạn bình luận nhưng mà thầy tưởng chưa bình luận. Và công thức 1 cộng mũ 3 đến n mũ 3 có nha. Cái này thì thầy sẽ gửi cho nó rõ hết. Ok nhá. Đấy câu 3. Cái này nó chỉ có 4 5 công thức thôi. Có thể thi nó sẽ rơi vào đấy, nhất là mấy cái công thức đầu nó sẽ có đấy nhá. Ok. Tiếp theo nào. Câu 4 thì là nó đơn giản rồi. Câu 4 chắc là không 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 cần làm nhá. Câu 4 này các em này, câu 4 thì đơn giản đấy nhá. Đây, xem câu 5 này. Đây xem câu 5 nhá. Tức là cho dãy số UN xác định bởi công thức này. À, con N nhỏ nhất à? N nhỏ nhất thì dễ rồi nhá, chính nhá. Đây chỗ này. Tức là tìm số nguyên dương cái N nhỏ nhất sao cho là UN trừ 1 lớn cái này. Đây này. Quên mất còn câu này. Còn chỗ này nữa. Cái này thì là nói chung là nó không cũng không quan trọng mà đâu. Cái này đến đây được là xong rồi. Đến đây các em giải phương trình bậc 2 ấy này, kiểu kiểu giải phương trình bậc 2 ấy là xong rồi mà. Đây nhá. Tức là tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho là căn của UN trừ 1 lớn bằng cái này. Hãy nốt cái này nhá. Thì các em thấy là nó dính đến số 1 chưa? Đây. Cái gì nhỉ? Căn UN trừ 1 thì UN trừ 1 là mất số 1 chưa? Đấy ta có gì đây? UN trừ 1 bằng gì? N trừ 1 nhân với gì? N trên 2 tất cả gì? Bình phương đúng không?
cái căn của nó chính bằng cái này không? Đấy, vậy theo giả thiết là gì nhỉ? Tuy nhiên là gì? Căn UN trừ 1 thì là mất cái này, mất mất căn thôi đúng không? Tức bằng gì? N trừ 1 nhân với N trên 2 lớn bằng bao nhiêu? 2039190. Đây, các em đưa về phương trình bằng 2, bớt phương trình bằng 2 là xong nhá. Bớt phương trình bằng 2. Đúng chưa? Đưa về cái gì nhỉ? Bớt phương trình bậc 2 là ok nhá. Nào rõ chỗ này chưa? Có phải bớt phương trình bậc 2 không? Tức là n bình trừ n trừ đi 2 lần 2039190 lớn bằng 0. Nào, bớt phương trình thì chắc chắn là sẽ có được là tương đương là gì nhỉ? N lớn bằng n1, n nhón bằng n2 ấy. Đây thì cái n2 nó âm, em lấy phương trình này này, AC trái dấu, cho nên là nó chỉ lấy lớn bằng n1 này này nhá. Em tìm n1 này là xong. Được chưa? Em tìm n2 này âm rồi, cái này chắc chắn âm rồi, không được. Đấy còn cái này thôi. Nào ok chưa? Câu 3 thế này ok nhá. Được chưa các em? Câu 3 này được chưa? Đấy, tính cái này thôi mà. Căn UN trừ 1 ấy thì nó liên quan đến số 1 đây này. Trừ 1 là hết luôn. Đấy, thế là được. Đây. Tiếp theo cái câu 5 này này, à câu 5 các em nhé. Câu 5 này nhiều nhiều sở cho ra cái dạng này lắm rồi đấy. Nên thầy sẽ hướng dẫn cụ thể câu 5 nhá. Nào bình luận lúc thầy này nào, câu 3 được chưa? Rồi, câu 5 nhá. Nhìn nó phức tạp chút đấy nhưng các em ạ. Nhưng mà câu này thì thầy nghi là rất nhiều sở cho những câu này này. Nhiều sở cho câu dạng này lắm rồi nhá. Đây. Rất nhiều sở ấy. Thi có câu này đấy. Biết làm câu này ấy, thì chúng ta sẽ một số cái bài toán cái dạng như này các em sẽ giải quyết rất đơn giản thôi nhá. Nhìn phức tạp đúng không? Đấy, thầy sẽ nêu cái phương pháp làm được cái dạng này cho để phân tích được cái này. Làm được câu này thì các em thấy là những câu mà dễ dễ hơn ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ giải quyết rất là ngon. Đấy, giải quyết rất là dễ nhá. Đây, thì câu 5 này. Thì các em phải phân tích là đây các em chú ý nha. UN cộng 1. Các em chia 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 hai vế cho thầy đi. Rút UN cộng 1 ra nhá. Rút được không? Người ta cho U1 rồi. Các em có rút UN cộng 1 ra đã. Nha. Chia có phải 3N bình cộng 9N không? Thì các em là có số 3 chưa? Chia mỗi, tức là bằng 1 phần 3 này. Chia cho các em đây này. Chia cho biểu thức này nhá. Rút ra UN cộng 1 ra. Đấy là bằng gì nhỉ? 1 phần 3. Đấy, nhân với là gì? N bình cộng 5N cộng 4. UN chia đây n bình cộng 3n đúng không? À bước này được chưa các em? Bước này chỉ là chia thôi nhá. Rút UN cộng 1 ra đây nhá. Rút UN cộng 1 ra chúng ta sẽ được như này. Đấy là UN cộng 1. Đã được chưa? Tiếp theo này các em này. Em chia cái biểu thức này sang bên này. Chia hai vế cho biểu thức này các em nhé. Chia hai vế cho biểu thức này thì tương đương là điều gì đây?
Tức là UN trên cái này, xếp bằng UN cộng 1 trên biểu thức này chưa? Đấy là một phép biến đổi là cũng là rất là cơ bản thôi đúng không? Chia cái này tức là tương đương là UN cộng 1. Chia gì nhỉ? N bình cộng 5N cộng 4 bằng 1 phần 3 UN trên N bình cộng 3N. Đấy. Thì vấn đề chỗ này em nhìn bên này nhá. Em nhìn bên phía phải này. Nó là N bình cộng bao nhiêu nhỉ? Cộng 3N. Thì liệu các em phân tích cái về phía trái này. Cái chỗ này này. Có đưa về dạng như bên này được không? Đưa về dạng như này được không? Đấy, đưa về dạng như thế nó có là như thế nào? Tức là các em đấy nhá. Cái này có dạng là A bình cộng 3A chưa? Mẫu này này. Mẫu này nó chính là gì nhỉ? Cái chỗ này nó chính là gì? A bình cộng 3A không? Đấy. Có A bình cộng 3A chưa? Xem cái này xem có được đưa về dạng này không? Nó giống nhau không ấy? Đấy, được thì viết cho thầy xem nào. Đấy, đẹp luôn phải không? Nhìn khó nhưng mà làm qua vài ví dụ các em sẽ thấy là đấy, tí đặt giấy phụ ấy được luôn. Đấy, tức là nhìn nó phức tạp thôi nhưng mà nào. Thế vậy các em biến đổi cho thầy đi, về dạng đấy sẽ được bao nhiêu? Sau đó là đặt. Nào, cầm bút xem nào. Đấy, Phương Mai chắc là ok đấy nhá, cấp số nhân là phải đấy. Tức là cái câu này gần như là nếu mà thi ý, thì thuộc là dạng cái câu là cũng cũng là ở mức 4 đấy các em nhá, mức 4 đây này. Đấy, thì chúng ta làm quen qua mấy cái câu dạng này thì gặp câu nó dễ hơn thì chắc chắn làm được ngay. Đấy, thì các em tính cho thầy xem nào. Biến đổi cho thầy mấy phút nha. Nào đây nhá các em nhá. Đây, biến đổi nhá. Thì chỗ này này. UN tức là N bình cộng 3N. Thì các em rất dễ bên phía phải, các em bên phía trái rất dễ luôn. N, bên này là N thì bên này chắc chắn phải là N cộng 1 nhá. Đây, ta có này. N bình cộng 5N cộng 4 ấy. Thế bằng gì? N cộng 1 tất cả bình. Tính là cộng với 3 lần gì? N cộng 1 không? Thế đúng chuẩn chưa? Chắc chắn là như thế này luôn. Không thể khác được đâu nhá. Bên này UN thì nó là N rồi. Cái này UN cộng 1 thì nó sẽ là N cộng 1 thôi. Đúng không các em? N bình cộng 2N không? Cộng 2N cộng 3N là đúng, cộng 5N chưa? 1 cộng 3 là 4 chưa? Đấy, vậy cái này chính là tương đương với điều gì nhỉ?
un cộng 1 trên gì? N cộng 1 bình cộng 3 lần gì? N cộng 1 bằng 1 phần mấy nhỉ? 1 phần 3 un trên n bình cộng 3n. Đấy, thế từ đây là đặt để cấp số nhân là xong thôi. Cái này un trên n bình cộng 3n, em nhìn đấy nhá. Thế bên vế trái là un cộng 1 chưa? Nó lại n cộng 1 bình cộng 3 lần n cộng 1. Thế vậy cái em sẽ đưa về cấp số nhân bằng cái gì? Đặt vn ấy bằng un trên n bình cộng 3n. Đấy chưa? Đây, thế vậy tí em thấy gì nhỉ? Đặt thì đây. Vn bằng un trên n bình cộng gì các em? 3n chưa? Thì suy ra là vn cộng 1 có bao nhiêu? Đây, vn cộng 1 các em thay n cộng 1 với em mà. Thì chính bằng gì? Nào, thay n cộng 1 với em nhỉ? Thì là chính là u mấy đây? Un cộng 1 chia n cộng 1 tất cả gì? Bình cộng 3 lần gì? N cộng 1 chưa? Đấy, là chỉ bước đặt thì là xong thôi. Như em, nó rõ chưa? Thế này ta suy ra cái điều gì? Đấy, đặt cái này thì vậy là ta được cái điều gì nhỉ? Thì ta có đây, em tìm cái được V1 nhá. V1 bằng bao nhiêu? Nào, V1 phải là U1 chưa? Các em phải tính số hạng đầu tiên ra nhá. Đây là cấp số nhân mà các em phải tìm số hạng đầu và công bội của nó ra. U1 thì bằng gì? U1 này chia cho 1 bình cộng 3. U1 là bằng gì? 2023 rồi. Phần 4 nhá. Đấy, em biết ngay V1 rồi. Đấy. Nó không được cái này chưa? Thế vậy là gì nhỉ? Ta có V1 này. Và gì đây? V2 ấy. Em viết ra thôi. V2 thì bằng gì? 1 phần 3 gì? V1 không? Đúng không? V 3 thì bằng 1 phần 3 V2. Đấy, thế vậy thế suy ra là gì? Dãy số VN có phải là cấp số nhân không? Đấy, suy ra nhá. VN sẽ là 1 phần mấy này? 1 phần 3 VN chỉ 1 chưa? Đấy, thế vậy thế suy ra gì nhỉ? Dãy số VN là một gì nhỉ? Một cấp số nhân. Có gì đây? V1 bằng 2023 phần 4. Và Q bằng bao nhiêu các em? 1 phần 3. Nào, ok chưa? Đấy. Thế từ đây các em thấy là người ta yêu cầu tính là U2024 thôi. Thì do cách đặt này này các em này. Do cách đặt này này. Từ chỗ đặt này này. Đấy thì các em phải tìm VN ra. Đúng không? VN đây rồi. Thì V1 có rồi. Thì các em rút UN ấy. Đúng không? V1 bằng này, Q bằng cái này. Thế thì các em suy ra này. VN nó bằng 1 phần 3. VN chỉ 1 phần 3. VN chỉ 1. Tức là VN ấy. Nó sẽ bằng gì? 1 phần 3 mũ gì các em nhỉ? Tức là đây là cấp số nhân có công bội bằng 1 phần 3. Thì VN sẽ bằng gì đây? V1. Em biết số tổng quát đấy. V1 chưa? Nhân với gì? 1 phần 3. Mũ N chỉ 1 chưa? Đấy nhá, đây là công thức tổng quát của cấp số nhân đúng không? Số tổng quát cấp số nhân ấy. Tức là VN sẽ bằng V1 nhân với lại gì? Q mũ N chỉ 1. Đấy, tức là bằng 2023 phần 4. Tức là VN thế này xong rồi. Thế tới các em sẽ tìm UN thôi. Thế vậy thế suy UN bao nhiêu? Em nhìn tay vào công thức trên này này.
UN thế bằng gì? VN chứ à? Nhân với gì các em nhỉ? N bình cộng 3N. Đấy, tức là bằng bao nhiêu? VN có rồi, VN các em chú ý đấy nhá. VN bằng biểu thức này rồi. Tức là bằng gì? V1 tức là gì? 2023 phần 4. Đúng nhỉ? Nhân với gì? 1/3 mũ N trừ 1. Và nhân với gì đây? N bình cộng 3N. Đấy, thế vậy các em tính U2024 thôi. UN đây rồi. Bằng đây rồi. Đấy chưa? UN bằng đây rồi. Thế thì các em sẽ ra U2024 là xong. Đấy, là thay N bằng 2024 và là xong nhá. Đấy, N bằng 2024 là xong. Đấy, cái bài này các em thấy là cái dạng này các em thấy là rất nhiều cái đề cho vào cái dạng này các em nhá. Một câu này rất hay đấy các em nhá. Rất nhiều sở nó cho dạng này. Đấy, tức là biến đổi về hình quy luật là UN cộng 1 trên N cộng 1 bình cộng 3N bằng 1/3 UN trên N bình cộng 3N. Đấy, cái câu này rất là hay đấy. Thế này là chưa các em, thì các tính U2024 là xong nhá. Hay N bằng 2024 mà là xong. Nào. Ok câu này cho các em, câu 5 được chưa? Đấy, câu này rất hay đấy nhá. Nào bình luận cho thầy xem nào, đến đây rõ chưa? Em nào bình luận cho thầy nào? Các bạn khác nào xem nào? Làm Tùng ok. Còn nữa các em ơi, còn câu nào rõ chưa? Bình luận nốt giúp cho thầy nào. Đấy, cái câu này rất hay nhá. Đấy là câu 5. Chắc là dạng này chỉ đến đây các em nhá. Chúng ta sang tiếp cái dạng tiếp theo nữa. Đấy, sẽ còn rèn luyện thêm khá nhiều bài tập rồi nhá. Còn những câu này tương đối cơ bản thôi. Như câu 7 này thì là đưa về cái dạng lượng giác thì là không có gì mấy nhá. Đây, sang cái phần dạng 3 là dãy số tăng, dãy số giảm. Dãy số tăng, dãy số giảm. Đấy, tăng giảm thì các em thấy là nó tương đối cơ bản thôi. Nhưng mà cái dãy số này các em này, nhìn cái này các em thấy bảo thi nó không vào, nhưng mà đây là một cái mục nhỏ trong cái phần một cái bài dãy số các em nhé. Cho người ta cho một dãy số thì các em cần phải biết là nó tăng hay nó giảm như thế nào và phương pháp làm như thế nào. Cái này cũng khá cơ bản thôi. Tăng ấy thì có nghĩa là UN cộng 1, các em xét hiệu rồi thôi, trừ UN, nó phải lớn bằng 0 chưa? Thì nó tăng chưa? Thế còn giảm là nó làm sao nhỉ? Nhón bằng 0. Nhớ điều này xảy ra là với mọi N nhá. Đấy, tăng là hiệu cái này dương, giảm là hiệu cái này nhón bằng 0. Hoặc là có thể lập cái tỉ số này. UN cộng 1 chia UN, nó lớn bằng 1 thì tăng nhá. Mà nhón bằng 1 ấy thì giảm các em nhá. Nhưng mà phải nhớ cái này này. Riêng cái dãy này các em phải nhớ là UN phải lớn hơn 0 với mọi N. Đấy, xét tỉ số này chỉ có xét cái giá trị dương mới được nhá.
Đấy. Các số hạng đều là số dương thì mới được. Thế âm dương xen kẽ là không được các em nhé. Đấy, thế là có hai cách này đây. Cách một là xét hiệu. Cách hai lập tỉ số đây. Đấy, tăng, lập tỉ số, giảm. Đấy là hai cách đầu tiên các em nhé. Cách 3 là nếu dãy số UN được cho bởi hệ thức truy hồi. Này, người ta cho bởi hệ thức truy hồi. Thì ta có thể dự đoán và sử dụng phương pháp quy nạp. Đấy, khó nhất là cái dạng 3 này thôi. Để chỉ ra UN cộng 1 lớn UN hoặc UN cộng 1 nhỏ UN. Đấy, theo truy hồi ấy, thì phải dự đoán này, quan trọng nhất là cái bước dự đoán đấy này. Đấy, phải dự đoán được đây. Đấy, dự đoán xong là chứng minh bằng quy nạp. Nào đây, sau đây thì các em sẽ làm một vài cái ví dụ nhé. Câu 1 nào. Xét tính tăng giảm của dãy số UN. Biết UN bằng 2N trừ đi 4N bình trừ 1. Thì các em nhìn thấy ngay cái dãy này tăng hay giảm. Thì bất tăng giảm phải không? Em quan sát nào. Thế đây các em chú ý là đối với cái này ấy, thì các em thấy như sau này. Em chú ý nha. Số này dương hay âm nhỉ? Nào các em xem UN này. Lớn không hay là nhỏ hơn không? Các em cho biết xem nào. Nào cái UN này là dương hay âm nhỉ? Thì các em thấy nhá. Có phải là căn bậc 2 của 4N bình ấy chứ bằng 2N chưa? Đúng không? Căn bậc 2 của 4N bình bằng 2N không? Thì vậy dẫn đến là gì nhỉ? Căn bậc 2 của 4N bình trừ 1 là đương nhiên nhỏ hơn gì? Căn bậc 2 của 4N bình chưa? Là nhỏ hơn 2N không? Là bằng 2N này chưa? Thế vậy có nghĩa là số này nhỏ hơn 2N rồi. Thì đương nhiên cái này sẽ lớn không nhá. Đấy, tức là các số hạng nó là số dương. Đấy, các số hạng là số dương. Thế để biết cái này tăng hay giảm thì các em một là xét hiệu này. Là xét hiệu nhá, hoặc là các em quan sát này, cái số này bình ấy. Trừ số này bình thì nó chính bằng 1 nhá. Đấy, số này bình trừ này bằng 1. Đầu tiên em viết cái UN nhá, các em quan sát này, cái này bình trừ cái này bình này thì là 4N bình trừ đi 4N bình trừ 1 chính bằng 1 đấy. Đấy, có điều đặc biệt đấy. Thế đầu tiên em phải chụp căn thức em nhá. Đây ta có nhá. UN thế bằng gì nhỉ? 2N trừ đi căn bậc 2 của 4N bình trừ 1. Các em chụp căn thức. Biết rõ là chụp căn thức chưa? Là A trừ B thì nhân với A cộng B ấy. Tức là bằng 2N trừ căn bậc 2 của 4N bình trừ 1 này. Nhân với gì đây? 2N cộng cái này. Căn bậc 2 của 4N bình trừ 1. Chia. 2N cộng cái này là căn bậc 2 của 4N bình trừ 1. Đây các em thấy bằng nhá, trên tử này A bình trừ bình là hết nhá, hết 4N bình chỉ còn số 1 thôi. Đấy, trên 2N cộng căn bậc 2 của 4N bình trừ 1. Đấy, bên các em biết là vậy là cái này chính là một số dương cái này. Đấy nhá, cái này chính là số dương nhá, UN bằng cái này. Thế vậy để biết nó tăng hay giảm thì các em, một thì các em là xét hiệu xem. Đấy, UN các em phải đưa về dạng này này. Đấy nha, phải nhớ bước đầu tiên này đưa vào dạng này này. Bằng cái này rồi. Thế các em thấy UN cộng 1 là bao nhiêu? Các em tính UN cộng 1 ra là bao nhiêu? Nào. UN cộng 1 sẽ bao nhiêu nhỉ? 1 trên bao nhiêu? 2 lần gì đây? N cộng 1 đúng không các em? Cộng với gì nhỉ?
căn bằng 2 có bao nhiêu? 4 lần gì? N cộng 1 tất cả bình chưa? Trừ 1 chưa? Nào vậy chưa? Thế vậy các em nhìn nghe xem. UN lớn hơn hay là UN cộng 1 lớn hơn? Nào thế thì các em suy ra là cái số nào lớn hơn nhỉ? Trên tử cố định là 1 rồi, dưới mẫu đây. Đương nhiên là cái biểu thức gì? 2 lần N cộng 1 cộng với lại 4 lần căn bằng 2 của 4 lần N cộng 1 bình trừ 1. Đúng nhỉ? Thì số này lớn số này không? Mẫu này lớn mẫu này chưa? Thế vậy các em suy ra ngay là gì? UN lớn hơn hay UN cộng 1 lớn hơn? Thế nhiên các phải cái này số này phải nhỏ hơn đâu các em? 1 trên gì nhỉ? 2N cộng căn bằng 2 của gì? 4N bình trừ 1 chưa? Nào cho em, thế vậy cái này tế suy ra gì nhỉ? Cái này có phải chính bằng UN không? Đấy, điều này xảy ra là với mọi N. Vậy đây thì các em suy ra dãy số này là dãy số gì các em nhỉ? Tăng hay giảm đây? Là dãy số giảm nhá. Đấy là dãy số giảm. Nào được chưa các em? Câu này ok chưa nào? Bình luận có thể là câu này được chưa? Thế nếu các em thấy là các em xét hiệu ngay trực tiếp từ tính từ lúc ban đầu ấy thì nó sẽ phức tạp hơn. Tức là cái này các em chụp căn thức một bước. Đấy, đưa về cái trường hợp này thì xét nó rất dễ, đúng không nhỉ? Nào bình luận cho thầy nào câu 1 được chưa các em ơi? Câu này rõ chưa? Đấy nhá. Đây là câu 1 nhá. Các bạn khác là xem nào. Nào các bạn khác xem nào, được chưa? Phương Mai, Nhật Minh, ok nhá. Nào chúng ta sang câu 2 nhá. Câu 2. Câu 2 thì cũng dễ thôi. Câu 2 tương tự nhá. Diệm cho còn bạn Tuấn Anh với bạn gì nhỉ? Bận chưa vào sao nhỉ? Buổi này các em thấy là có khi học cái buổi này cái là cái bài toán dãy số đề thi thầy ở sở Lạng Sơn à, thầy ở Lạng Sơn mà đấy Trần Trung Anh đâu đó ở Lạng Sơn thì là gần như học một hai buổi về cái dãy số này là coi như là có khi là làm được ngay luôn thôi, nó không khó nhiều đâu. Đây câu 2, câu 2 tương tự câu 1 các em nhá, cũng chụp căn thức là xong thôi này, tăng giảm các em chụp căn thức là xong nhá. Người ta có luôn cái gì nhỉ? UN bằng gì? Các em chụp căn thức rồi. Căn bằng 2 của N cộng 1 trừ căn N. Nào chụp căn thức là nhân chia là xong nhá. Căn của N cộng 1 trừ căn N. Nhân với lại căn bằng 2 của N cộng 1 cộng căn N. Chia gì? Căn bằng 2 của N cộng 1 cộng căn N. Nào, trên tử rút gọn là xong nhá. Bằng bao nhiêu này? 1 trên gì? Căn bằng 2 của N cộng 1 cộng căn N. Đương nhiên là cái dãy này nó là dãy số giảm chưa? Đấy, tức là N càng tăng thì giá trị nó càng giảm chưa? Đấy, giống như hệt bên trên nhá. Đấy là câu 2. Thế giờ câu 2 cũng thế các em nhá. Nào, tiếp theo câu 3. Câu 3 các em nhé. Đấy câu 3 đây. Là cho dãy số UN thỏa mãn cái điều kiện này. Không nhón UN nhón 1. Đấy không nhón UN nhón 1 nhá. Và
UN cộng 1 nhân với lại là 1 chữ UN lớn 1 phần 4. Đây này, tích này này. UN cộng 1 nhân với lại là gì? 1 chữ UN lớn 1 phần 4. Với mọi n lớn 1. Chứng minh rằng dãy số UN là dãy số tăng. Đấy. Thì đây em chú ý này. Ở đây nó lại không cho bằng cái biểu thức truy hồi cơ. Thế nhá, cái này nó không cho bởi biểu thức truy hồi đâu nhá. Tức là chỉ cần từ cái biểu thức này thôi. Em phải chứng minh nó là dãy số tăng. Đấy, tức là chỉ dựa vào cái giả thiết này chứng minh là dãy số tăng. Thì em thấy gì nhỉ? Em quan sát xem nào. Ở đây là cái số hạng un, các số hạng của giả thiết người ta cho này này. Em nhìn cái bản đồ này nhá. Không nhỏ hơn UN nhón 1. Đấy, tức là đương nhiên là các số hạng này đều thuộc khoảng 0,1. Đây, tức là UN thuộc cái khoảng 0,1 các em nhá. Thì đương nhiên là suy ra ngay gì nhỉ? 1 chữ UN ấy sẽ lớn 0 với mọi n nhá. Thấy em nhớ thế. 1 chữ UN sẽ lớn 0 với mọi n. Thì ở đây thì các em chỉ cần dùng cái bất đẳng thức sau rồi. Thế này. Em dùng cái bất đẳng thức Cauchy là xong thôi. Đây nha, tức là các em phải xét được cái hiệu cái này này. Nào các em chú ý này, nó khá cơ bản đấy nhé. Mình biết áp dụng này. Hiệu của gì nhỉ? UN cộng 1 trừ gì? UN là xong. Nào có phải xét hiệu này các em, đúng không? Hiệu UN cộng 1 trừ UN này, nó dương hay nó âm thôi. Đúng nhỉ? Tức là muốn biết dãy tăng hay giảm, các em chỉ cần xét hiệu này thôi. Thì các em nhìn chỗ này này. Trong chỗ này là một tích này. Thì các em thấy là theo bất đẳng thức Cauchy là gì đây? Áp dụng cái bất đẳng thức Cauchy là A cộng B làm sao? Lớn bằng gì nhỉ? 2 căn bằng 2 của AB. Đấy, với AB lớn 0. Đây các em thấy nhìn áp dụng cái này là xong này. Đấy nhá, áp dụng cái bất đẳng thức này là xong nhá. Thì các em quan sát xem nào. Nhìn thì nó phức tạp nhưng vậy các em thấy này. Đây là cái này, cái dạng này nó chính là A nhân B này các em này. Nhìn chỗ này chính là A nhân B đây. Cái chính là A nhân B đây. Đúng không? Cái này chính là A nhân B không nhỉ? Thế thì các em thấy là A cộng B sẽ bằng bao nhiêu? Mình tìm A cộng B thôi. Đấy, trong A cộng B là đúng có hiệu này luôn chưa? Tổng hai số này thì đúng có hiệu UN cộng 1 chữ UN cho các em. Đấy vậy ta có nha. Là UN cộng 1 lớn 0. 1 trừ UN cũng lớn 0 chưa? Vậy suy ra là gì? UN cộng 1 cộng với gì? 1 trừ UN ấy sẽ lớn bằng gì các em nhỉ? Lớn Cauchy này, A cộng B lớn bằng 2 căn AB đúng không? Đúng không? 2 căn AB nhá. Thế 2 căn gì? UN cộng 1 nhân với gì? 1 chữ UN. Được chưa? Lớn 2 lần tích thôi. Mà cái này bằng bao nhiêu nhỉ? Lớn bằng bao nhiêu các em? Lớn bằng bao nhiêu? Lớn 1 phần 4 chưa? Thế này. Giả thiết này cho lớn 1 phần 4 không? Lớn bằng 2 cái này. Các em thay 1 phần 4 vào đây thôi. Thì đương nhiên là cái tích này lớn 1 phần 4 ấy, thì đương nhiên cái này sẽ phải lớn bao nhiêu các em? 2 căn bằng 2 của 1 phần 4 không? Đấy. Căn bằng 2 của 1 phần 4 là mấy? Hay là 1 phần 2 không? Bằng 1. Đấy, thế vậy cái từ đây em thấy ngay điều gì đây? UN cộng 1 chữ UN cộng 1 lớn hơn 1. Hay điều này tương đương là gì nhỉ? UN cộng 1 chữ UN chứ à? Cộng 1 đây. Lớn hơn mấy? Lớn 1 không?
Thì rút gọn 1 là hết chưa? Hay tương đương là gì? UN cộng 1 trừ UN lớn 0. Đấy, đến đây coi như xong thôi. UN cộng 1 trừ UN lớn 0. Thì đây có phải là dãy số tăng không các em? Thế vậy thì suy ra là gì nhỉ? Dãy số UN là dãy số tăng. Đấy. Nào các em thấy câu này ok chưa nào? Nào bình luận cho thầy các em này, xem câu 3 này ok chưa? Ok nhá. Các bạn khác xem nào. Ok nhá. Tiếp theo nhá. Câu 3 đây, câu 4. Thì chưa tiếp câu 4 các em nhá. Chưa câu 4. Đấy, còn cái câu 5, 6, 7 này thì sẽ các em sẽ rèn luyện thêm nhá. Đây câu 4, thôi để bên dưới nhá, để trình bày bên trên nhá. Thì không chữa đây nhá, thôi câu 4 đây. Đây câu 4 là cho dãy số UN thỏa mãn điều kiện này. Chứng minh rằng dãy số UN là dãy số giảm. Đây U1 bằng 2. UN cộng 1 thì bằng là UN cộng 1 trên 2. Đấy, chứng minh dãy số này là dãy số giảm. Thế bây giờ để chứng minh nó dãy số giảm thì các em cũng xét bình thường thôi. Từ cái giả thiết này này. Nào, từ giả thiết này các em nhá. Từ giả thiết này các em biến đổi về được một cái hệ thức thôi. Đây, thế vậy là theo giả thiết này là UN cộng 1 ấy bắt buộc phải từ chỗ biểu thức này các em nhá. Bằng gì nhỉ? UN cộng 1 trên 2. Thì suy ra cái điều gì các em? Các phải tương đương không? Các phải là 2UN không? 2UN cộng 1 chứ à? Bằng gì? UN cộng 1 không? Đấy. Đây, từ chỗ này thôi. Bước này chỉ là nhân chéo lên đúng không các em? Thế từ chỗ này các em khai thác được điều gì? Chúng ta biến đổi một bước nữa để đưa về cái dạng như là cấp số nhân đi thôi. Biến đổi theo giả thiết để đưa về cái dạng cấp số nhân nhé, các em hiểu chưa? Trước đây các em trừ 2 và 2 vế em nào. Đây, cái này tương đương nhá. Trừ 2 vế cho số 2, tại sao ấy? Đây, 2 lần UN cộng 1 trừ 2 nhá. Thì vế phải trừ 2 có phải là bằng gì các em? UN trừ 1 không? Đúng chưa? Nào ok chưa nào? Thế các em phải đặt được nhân tử chung là số 2 không? Nào phải chưa? Các em đặt được là số 2 chung chưa? Tương đương như đây. 2 lần gì? UN cộng 1
trừ 1 chứ à? Bằng gì các em? UN trừ 1. Đấy, thế các em đặt như nào là được chưa? Đây này có thể xét luôn được, nhưng mà đặt để đưa về dãy số là xong thôi. Ở đây người ta cho U1 bằng 2 rồi. Đấy, ở đây các em nhìn thấy chỗ này này. Ở đây mình đã rút ra này thì các em thấy chỉ xét UN cộng 1 trừ UN thôi. Thế nhỉ, đến bước này rõ cho em. Đến bằng đây thì các em thấy là sẽ đặt là gì nhỉ? VN bằng gì? Theo cấp số nhân ấy, các em đặt xem nào. Đặt là xét là xong thôi. Phải biết là âm hay dương thôi. Thì đây chính là cái biểu thức này là truy hồi liên quan giữa UN cộng 1 và UN này. Một là đặt theo cấp số nhân nhá. Một cách nữa là các em suy trực tiếp ra rồi. Thì các em thấy có phải là U1 lớn bằng 2 không? Vì gì đây? U1 bằng 2. Đấy nhá. Lớn 1 chưa? Đấy, thì các em thấy ngay là gì nhỉ? U1 bằng 2 lớn 1 rồi. Thì theo cái hệ thức truy hồi này các em này. UN trừ 1 nó sẽ luôn dương chưa? Đấy nhá, U1 bằng 2 lớn 1 rồi. Thì theo hệ thức truy hồi này thì liên quan đến cuối cùng các em ạ. Thì nó sẽ cuối cùng nó sẽ có là U1 trừ 1 chưa? Thế thì suy ra nhá. Nào, theo biểu thức truy hồi này thì chắc chắn là về cuối cùng nó sẽ có gì? U1 trừ 1 chưa? Thì chắc chắn là vẫn dương không? Đúng không? Thì dẫn đến là các em thấy là UN nó sẽ lớn 1. Đấy, vì U1 bằng 2 lớn hơn 1. Trên suy ra là UN trừ 1 sẽ phải lớn 0. Đúng chưa các em? Thì đương nhiên các em suy ra cái điều này nhá. UN trừ 1 lớn 0. Bởi vì kiểu gì nó cũng phân tích được về cuối cùng là về gì? U1 trừ 1 mà. Đúng không em? UN trừ 1 nó sẽ dương với mọi n. Đấy. Thế vậy các em thấy là gì nhỉ? Mà theo giả thiết là gì đây? UN cộng 1 bằng UN cộng 1 trên 2 thì các em xét thôi. Đây này, vấn đề quan trọng nhất là chỗ này này. Đây các em, quan trọng nhất là chỗ này này. Phải suy ra chỗ này đây nha. Nào, chỗ này chúng ta sẽ dùng chỗ này nha. Bước này rõ cho các em. UN trừ 1 chắc chắn là phân tích được cuối cùng nó về cái dạng là U1 trừ 1 này này. Cái số này luôn dương rồi. Đây này, quan trọng nhất là cái chỗ này này, chúng ta dùng chỗ này nha. UN sẽ trừ 1 sẽ lớn 0 hay là UN lớn 1 ấy. Thế bên mới xét hiệu đây. Đấy nha, vậy ta có gì đây? UN cộng 1 trừ UN. Nào, giả thiết cho UN cộng 1 bằng phải UN cộng 1 trên 2 không các em? Đây, thay UN cộng 1 đấy nha, tức bằng gì? UN cộng 1 trên mấy các em nhỉ? Trên 2 chứ à? Trừ gì? UN. Là bằng bao nhiêu? Quy đồng lên các em nhé. UN trừ 2 UN. Đấy, còn trừ UN không? Tức là 1 trừ UN trên 2 chưa? Đấy. Thế với UN trừ 1 lớn 0 thì 1 trừ UN có thể nhỏ hơn 0 các em. Đây này, UN trừ 1 lớn 0 thì dẫn đến là gì? 1 trừ UN đây này. Phải nhỏ hơn 0 không? Cái này nhỏ hơn 0 chưa? Thế vậy là UN cộng 1 trừ UN nhỏ hơn 0. Đấy chưa? Nào quên chị em. Đây này, UN cộng 1 trừ UN sẽ nhỏ hơn 0. Thì từ đây có phải dẫn đến là gì? Dãy số này là dãy số gì đây? Là dãy số giảm nhá. Đấy, chính là cái câu 4 này này. Thì mấu chốt nó chính là chỗ này này. Mấu chốt chính là chỗ này các em nhá. Đây, cái chỗ mà UN trừ 1 lớn 0 này các em rõ không? Mấu chốt chính là chỗ này này.
chỗ thầy đóng khung rồi này, đấy nó sẽ dùng cái đấy đấy. Hoặc là riêng un cộng 1 bằng cái này đấy, thì các em xét hiệu nó luôn, thì nó đưa về cái dạng gì nhỉ, 1 trừ un trên 2. Thì vấn đề 1 trừ un trên 2 mà dãy số này là yêu cầu là chứng minh là dãy số giảm ấy, thì đương nhiên là 1 trừ un phải nhón 0. 1 trừ un nhón 0 có nghĩa là un trừ 1 lớn 0 ấy. Đấy thì về từ cái biểu thức này, cái này này các em suy ra mấy bước này, đến đây là các em phải chỉ ra là un trừ 1 lớn 0 nhá. Nào được chưa các em này, xem câu 4 này ok chưa nào? Nào ok chưa? Mình lỗi thầy nào? Đấy, bởi vì là U1 trừ 2 U, tức là U1 bằng 2 rồi. Thì em nhìn thế này, tức là cái kem chú ý từ dựa vào cái biểu thức này nhá, UN trừ 1 tức là 2UN cộng 1 trừ 1 bằng UN trừ 1 ấy, thì là gì? Theo hỏi đức chị hồi nãy thì cuối cùng nó đến đây nhỉ, xét đến phân tích đến cuối nha, nó là U1 trừ 1 thì cái này luôn dương rồi, U1 trừ 1 luôn dương thì dẫn đến là UN trừ 1 cũng phải dương ấy. Cái này quan trọng nhất là suy ra cái chỗ này này, từ cái hệ thức này này, các em thấy này, từ hệ thức này đây nhá, đấy thì các em suy ra cái này là UN trừ 1 lớn 0, cái quan trọng nhất chỗ đấy đây nhá. Theo đây này, thầy phân tích theo cách đặt xem các em cho nhá. Nào đến đây các em nhớ là cũng thể dùng cấp số nhân chưa, cái bài này rất hay các em này. Phân tích đến đây dùng cấp số nhân các em đặt nhá. Đây cách 2 đây. Cách 2, cách 1 thì cái bước này nó vẫn phải có. Cái bước này này. Đây cách 2 các em nhá. Đến đây các em đặt chưa? Đặt gì nhỉ? Đặt VN bằng gì các em? UN trừ 1 chưa? Nào rõ các em nhìn cái biểu thức này chưa? Đặt VN nhá bằng UN trừ 1 nhá. Thì các em thấy là VN cộng 1 bằng nhiêu? VN cộng 1 thì bằng gì? UN cộng 1 trừ 1 chưa? Đấy. Đúng không? VN bằng UN U1, tức bởi vì cái biểu thức này các em thấy là hai cái biểu thức này giống nhau này, thì đặt theo cấp số nhân là ra. Đấy, VN cộng 1 bằng này. Thì vậy là ta có là gì đây? Là 2VN cộng 1 không? Đây này, cái chỗ này. Đấy nhá. VN cộng 1 là UN cộng 1 trừ 1 chưa? Thì thay vào đây thì 2VN cộng 1 không? Thì bằng gì? VN đúng không các em? Thì các em rút VN cộng 1 ra. Là VN cộng 1 đây này. Bằng gì? Một phần mấy các em nhỉ? Muốn 2VN. À chuẩn chưa? Và gì đây? V1 ấy. Đây và V1 nhá. V1 thì bằng gì các em? V1 phải là U1 trừ 1 không? Nhớ phải tìm này. U1 trừ 1, U1 bằng 2 rồi. Là 2 trừ 1 là bằng 1 chưa? Đấy, V1 bằng 1. Thế từ đây các em phải là ta có dãy số VN là một cấp số nhân không? Đây, nhìn về biểu thức này này các em này, biểu thức này này. Đấy, nhìn đây nhá, đúng cấp số nhân không? Quan trọng nhất là từ chỗ này xuống đây này. Đặt một cái là nó chỉ là cấp số nhân đấy. Ta có VN là một cấp số nhân. Có gì? V1 bằng 1, Q bằng gì? 1 phần 2. Thì các em sẽ tìm được số tổng quát chưa? Thì VN không? VN bằng bao nhiêu các em? VN sẽ bằng gì? V1 tức là 1 chưa? Nhân với lại Q tức là 1 phần 2. Mũ N trừ 1 chưa? Đấy, VN 1 phần 2. 1 x 1 2 mũ N trừ 1 bằng đây thôi.
Thế biết VN rồi các em, thế tìm UN là xong. Biểu diễn rút UN này, đúng không? Thế vậy thế suy ra là gì? VN bằng cái này thì các em sẽ xem UN chưa? UN phải VN cộng 1 không? UN sẽ bằng gì nhỉ? VN cộng 1 không? Đấy, tức là bằng gì? VN đây rồi, tức là gì? 1 cộng bao nhiêu? 1 phần 2. Mũ gì các em? Mũ N trừ 1. Thì đương nhiên các em thấy là N càng tăng thì cái này càng giảm chưa? Đây. Cái này đương nhiên là dãy số này là dãy số giảm không? Bởi vì là cơ số 1 phần 2 ấy. UN bằng cái này. Đấy chưa? Thì các em tìm cái UN cộng 1 không? Bằng 1 cộng gì? 1 phần mấy các em? 1 phần 2 mũ N không? Thế nhìn xem hai cái này xem. Có phải đương nhiên là cái này nhỏ hơn cái này không? Mày mũ này các em 1 phần 2 mà. Mũ càng lớn nó càng nhỏ. Tức là cái này sẽ nhỏ hơn bao nhiêu đây? 1 cộng gì? 1 phần 2 mũ N trừ 1. Hay chính bằng gì? UN ấy. Vậy đây là dãy số này dãy số giảm. Đấy, tức là cái dãy này các em biết cả cái xoang tổng quát nó ra luôn đấy. Thấy câu 4 đấy. Nào, câu này ok chưa các em ơi? Bình luận giúp thầy nào, rõ cái này chưa? Ok chứ nhỉ, cái này đấy. Các bạn khác nào được chưa? Đấy, qua cái buổi này thì các em thấy là mấy cái đề chắc là một số sở ấy, cái đề này cái đây gọi chưa học hết đâu nhé, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết. Không phải khó khăn lắm. Đúng không? Thôi các em nhỉ. Buổi học hôm nay của chúng ta dừng đây các em nhé. Buổi học dừng đây. Thầy định sang một cái phần sau nữa nhưng mà thôi. Như thế nó cũng hơi mất thời gian một chút nữa thì nó lại không không được hết được. Buổi sau chúng ta học tiếp các em nhá. Thứ bảy học tiếp nhá. Nốt cái tiếp cái dãy số đi. Ok chưa các em? Đấy nhá. Phần nào chưa rõ mấy các em xem lại video nhá. Quốc chính học còn ok chứ, buổi này ok quốc chính rồi. Đỡ sợ dãy số chưa? Rồi. Thôi chào các em nhá. Chúc các em ngủ ngon. Bye bye nhá. Ok.